Họ nghe cái giọng khác với cái người quá ha. Nói vậy em hình dung nghe cái tiếng ngữ là một cái người nó hơi nhỏ, gọn đấy. Được. Phong độ lắm à. Phong độ. Thì nói chung thì mẹ dặn lên nói chuyện sao cho phụ nữ tin tưởng là được. Ủa chứ bình thường phụ nữ không có tin em à? Không, lại khó vậy. Bây giờ hung cái đầu tiên cảm nhận thế nào? Để nhớ ấn tượng ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Đúng rồi. Đó. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thanh, năm nay 30. Hiện đang làm freelance về thiết kế và làm bartender. Quê ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Điệp, 27 tuổi. Công việc của em thì em chạy xe du lịch 7 chỗ chị. Bạn quê ở đâu? Dạ đây luôn. Ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ đến lớn luôn. Dạ, dạ. Nhưng mà bên đó 27 tuổi, bên đây 30, cách nhau 3 tuổi có vấn đề gì không? Dạ nói chung thì tuổi tác em không quan trọng nữa chị ơi. Em quan trọng là tính cách thôi à. Ừ. Nếu phù hợp với nhau là được đó chị. Tính cách sao là phù hợp? Dạ nói chung thì vui vẻ, hòa đồng là được. Cái này dễ rồi. Dạ. Còn gì mà đặc biệt nữa không? Dạ nói chung thì biết quan tâm chia sẻ là được, biết lo lắng cho gia đình là được. Cũng đơn giản quá này, dạ. Phụ nữ là phải quan tâm chia sẻ rồi. Còn cái gì đặc biệt nữa không? Em thì dễ lắm, sao? Sao cũng được chứ. Cái gì cũng dễ hết vậy. Rồi để bạn nữ giới thiệu một chút, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì cũng là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người. Điểm yếu của mình là gì? Là rất là sợ con trai. Ủa sao vậy, sao sợ con trai? Không biết, thấy con trai tới tấn công là sợ. Bây giờ hết sợ chưa? Hết rồi. Mình có mối tình nào chưa? Dạ thì cũng có quen một mối tình, cũng được 5 năm. Quen 5 năm mà sao chia tay vậy bạn? Do em lo về sự nghiệp nhiều hơn, cũng vì lý do đó mà chia tay. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình rồi. Nói chung cái 2 mối tình em cũng sâu đậm lắm. Nhưng mà em biết sao em quen xong ta chia tay em rồi. Không lý do gì trơn hả? Không. Kỳ vậy? Tự nhiên bỏ trốn mất hả? Dạ nói chung đơn giản thì em quen tìm hiểu xong đó rồi em đề cập tới cái chuyện mà cứ xin cái người ta né cái họ ta đi luôn rồi. Bây giờ chị hỏi nè, ngại đó. Em có cái tật xấu hay cái gì không mà ta chia tay không lời giải thích vậy? Không nói chung em tốt lắm chị ơi. Em quen bạn gái em chiều chuộng tốt lắm mà em biết sao nữa. Có mặn nồng gì lắm chưa? Em thương thật lòng mà. Em yêu người ta hết lòng luôn mà người ta yêu em hết hồn luôn. Đến giờ em... Xui quá ha. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Hơi... không biết ăn thôi chị ơi. Chứ ngoài ra cái gì em cũng được lắm. Được đâu, kể một thứ vài thứ được coi. Nhiều quá vậy không biết. Ví dụ đi, kể một vài thứ nào được cơ. Thì nói chung thì em dẫn bạn gái đi ăn uống giờ em coi ăn nhà chơi. Ăn uống bình thường, không ăn ăn, không lên để ta đói. Giờ em dẫn bạn gái đi shopping, đi mua sắm này nọ. Có không? Đâu dạ. Nói chung em sẽ làm sao để tạo cho bạn gái được niềm vui. Có bao giờ tạo sự lãng mạn cho bạn gái chưa? Dạ cũng có chứ mà con ít chứ không lãng mạn nhiều lắm. Không, đó nhiều khi không lãng mạn. Lần nào lãng mạn nhất với bạn gái? Như ngày tình nhân nè. À, làm gì? Dạ nói chung thì em mua hoa tới giờ dẫn đi ăn đi uống. Mua hoa gì? Dạ hồng. Mua mấy bông? 99 bông. Trời. Dạ. 99 bông luôn hả? Dạ. Đi uống rượu không? Dạ chờ chị. Đi uống rượu không? Em tài xế thì em không uống cái đó chị. Họ nghe cái giọng khác với cái người quá ha. Nói vậy em hình dung nghe cái tiếng ngữ là một cái người nó hơi nhỏ, gọn đấy. Được. Phong độ lắm à. Phong độ. Dạ. Thì em thích cái người phụ nữ như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn được xíu là được. Ừ. Có... em chuẩn có gì trơn á, em cần gì. Chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ có chị. Có được cái gì rồi? Dạ nói chung thì cái đó thì phải có chị, chuẩn bị hết trơn chị. Nói chung giờ chỉ thiếu cô dâu thôi. Em chuẩn bị hay là mẹ em chuẩn bị? Dạ mẹ chuẩn bị. Nói chung ra trong đó cũng có phần của em nữa. Hai mẹ con đều chuẩn bị hết rồi. Bữa nay đi mẹ có dặn gì không? Thì nói chung thì mẹ dặn lên nói chuyện sao cho phụ nữ tin tưởng là được. Ủa chứ bình thường phụ nữ không có tin em à? Không lẽ có vậy. Em không biết sao em quen hai cô rồi sao em hiểu. Em quen thì em chăm sóc kỹ lắm, em cũng lo lắng lắm mà không biết sao. Ông đôi lúc kỹ lắm người ta cũng cảm thấy nó bình thường. Em cà giật cho chị. Phụ nữ thích cà giật, đàn ông cà giật vậy đó. Sao được đúng không? Hey. Được lắm nha. Để qua coi bên đàn gái thế nào nha. Rất là ổn á. Chào em. Chào anh. Bên đó nói em cảm thấy anh nói như thế nào? Nghe giọng thì em nghĩ chắc là người hơi nhỏ. Anh nắm ba người như em còn được đó. Tài xế gì là đào hoa lắm đó. Đào hoa hả? Đi trên đường gặp biết bao nhiêu người khách. Rồi sao gặp khách sao?
Em đâu biết được đâu chuyện gì xảy ra. Gặp khách là đi khách. Tôi cái này tôi về giải quan cho tài xế nè. Cũng phải có người này người kia thôi, chứ đâu phải tài xế nào cũng vậy. Cả ngàn cả triệu tài xế cũng vợ con chung thủy từ đầu tới cuối đâu có sao đâu. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ, em rất là romantic. Anh bên này anh hơi khô khan chút xíu. Anh nghĩ rằng đó là một trong lý do mà hai người tình trước đã ra đi không bao giờ trở lại. Ra đi không một lời giải thích. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có. Rồi, cho chị gặp người thân của bạn nữ. Thưa em, em Quyền Linh và Cát Tường, như cô thấy thì mỗi người làm chồng rồi như con được. Thứ nhất là sức khỏe. Dạ. Là cô thấy được nè, mà thấy cũng hiền nữa, thật tình nữa. Con cứ cho bạn một cơ hội đi, rồi nếu mà sau này ra ngoài cố gắng tìm hiểu được thì tốt, mà không được thì thôi, chứ đừng có đằng này mà không bấm là tội nghiệp. Cầu đồ lắm chứ không phải nhỏ nhỏ như Kiều Tiên nói đâu. Cả ngày nè, cô bỏ cô đi theo con đó mà bỏ phí lắm. Bấm rồi xong rồi về mình tìm hiểu chứ. Dạ, đâu phải mà mình thấy mình được liền đâu. Đó, còn con cũng dạy nghe con nghe, nhớ bấm nha. Nhưng mà cô ơi, rủ tao không thích tao bấm rồi sao? Không, con phải bấm. Tại vì cô nói là cháu cô là nói chung là rất là thật thà, tình cảm mà coi như là giải cho mà nhìn như ngoài trẻ lắm. Con 30 tuổi em bảo đảm nhỏ hơn con. Con nhất trí với cô. Nhưng mà ở ngoài mà cô nói là nếu mà làm vợ, làm mẹ, làm dâu là cháu cô là số 1. Số 1. Ok, cô nói thiệt, cô dám nói. Thôi cô, nhưng mà thí dụ như cái duyên thì người ta thấy không có hợp nha, tao không bấm sao? Con cứ bấm. Con cứ bấm cho cô, rồi sau này con mới thấy là cô lời nói của cô là đúng. Chính xác. Ví dụ là hôm nay anh này không bấm sao? Không bấm được cô la đó. Rồi bạn trai, sao bạn trai hôm nay có đi với ai không nè? Dạ em đi với mẹ với lại em gái em. Dạ, chào cô. Cô thấy mình chào là Linh. Gái dữ dội chưa? Dạ cô cho con dạy vài lời phát thế biểu. Cô xác định bé này cũng dễ thương, con yên trí đi. Điệp rất là ngoan, chứ không có lăng nhăng mấy cái chuyện đó. Tại vì Điệp chạy xe ổn định là một chỗ một công ty, nên là có khách thì đón khách về đi, thì đón khách về thôi, chứ không có chạy đi đâu hết cả. Nên con yên trí cái chỗ đó. Có hai đứa thì cho một cái cơ hội đi, để tụi con ra ngoài tìm hiểu nhiều hơn. Bây giờ trong này là giống như tóm tắt thôi. Đấy. Cảm ơn cô nhiều. Thôi bây giờ hai bên tìm hiểu nhau đi, nhìn nhau coi có cảm giác gì. Nhớ bấm tu la nha. Kéo mà. Bắt đầu. Thấy cái giọng nói với cái tướng khác nhau thấy không? Anh nói lần nữa thì gặp em mình. Dạ. Không có má lúng đồng tiền. Nói chung thì nhìn em rất là đẹp, dễ thương, thì có nụ cười dễ thương. Em thấy anh như thế nào? Hồi nãy thì qua bức màn thì không thấy, nhưng mà thật là bất ngờ khi nghe giọng nói với lại con người hoàn toàn trái ngược nhau. Hôm nay nói chung thì thời gian thì không có nhiều, nói chung thì mình cho nhau một cơ hội để mà mình tìm hiểu nhau. Nếu mà mình đến được với nhau á, thật sự anh sẽ là bờ vai vững chắc, anh sẽ lo cho em suốt đời, anh sẽ che chở cho em. Tại vì nói chung thì anh thì rất là gọi là thích chiều chuộng bạn gái, thích lo lắng cho bạn gái. Em sẽ làm một buổi gặp mặt đầu tiên nó lãng mạn thế nào, tả cho bạn ấy nghe cho nó sướt mướt chút xíu coi, mình thử tưởng tượng trong đầu coi. Bắt đầu. Em thì cái sự lãng mạn thì em không có nhiều, em thì không tạo ra được cái sự lãng mạn. Bây giờ tạo ra nè, gặp ở đâu, theo em chỗ nào lãng mạn nhất? Em thì em thích ở bên Phú Mỹ Hưng có cái cầu ánh sao á, cái chỗ đó rất là đẹp. Rồi sao nữa, tới cầu ánh sao làm gì? Dẫn bạn gái đi ra tham quan, mình tâm sự ăn uống cái gì đó, nó rất là vui, em thích lên như vậy. Tạo ra cái không khí lãng mạn nữa. Dẫn cổ qua bển, chờ lúc mưa xuống ha. Cái đó để cho tài về, em sẽ tự chế thêm vô cho nó. Dạ, chưa suy nghĩ ra được cái gì hết trơn. Hiện tại anh sống ở đâu? Năm quận 9, em ở đâu lận? Em ở quận Bình Thạnh. Ở Bình Thạnh cũng gần mà. Anh dành thời gian cho em như thế nào? Thì một tuần thì chỉ có ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 thì... 7 giờ sẽ có rảnh rỗi được. Tại vì công ty đó 6 giờ rưỡi mới được phép về. Mình chỉ tăng ca một tuần á, tăng ca đến ngày thứ 7 với ngày Chủ nhật thôi. Cho nên cái ngày Chủ nhật với ngày thứ 7 là mình sẽ không đi chơi được. Thì cũng nói ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 ngày nào cũng được. Ai vậy nói 2, 3, 4, 5, 6 kẹt thứ 7, nhật tăng ca. Tại vì đó bắt buộc công ty nó phải dạy rồi. Đi chơi hẹn hò lúc nào? Thì từ 7 giờ là anh em rảnh rồi. Đi chơi tới mấy giờ cũng được hết. 7 giờ đủ. Nhưng mà thích buổi tối em bạn hay chị bạn buổi sáng giờ khoảng thời gian đó như thế nào? Anh nghĩ ngày thứ 4. Thì mình có thể dành cho nhau ngày thứ 4. Thí dụ ta thích đi chơi ngày thứ 5, sáng thứ 5, 6 giờ sáng.
Nếu như vậy đó thì cũng khó cho em. Ngày hôm đó là sinh nhật của bạn ấy thì sao? Nếu 6 giờ sáng thì em chạy sớm, em chạy qua được. Chạy qua được bao lâu? Thì người ta quan trọng cái tình cảm họ dành cho nhau thôi, chứ không phải thời gian bao nhiêu ít nữa. Yêu cầu có mặt nói những vài câu nào cho ngọt ngào là nói sao à, đâu ha. Nói sao nè. Sáng em cầm bó hoa chạy qua, em quỳ xuống em cầu chúc em sinh nhật vui vẻ. Được. Đó mà tự tạo ra chị nhiều. Đúng rồi, nhiều cái vô này được ra sáng hồ hởi 6 sáng chạy qua quỳ xuống được không? Hay, dạ. Này. Làm thử ra. Cầm thử ra. Từ từ bình tĩnh nha chú. Anh hy vọng anh sẽ được quen em. Có gì mới lãng mạn đó. Trời, ai nói không lãng mạn đâu. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định nha. Lúc này nữa. Nào chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Hôm nay rất là dễ thương. Không chặt tay nào. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tới quận 9 để dự tiệc ha. Chúc mừng các bạn. Đây là chiếc vé xem phim. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều thời gian lãng mạn bên nhau, quỳ gối tặng hoa ha. Bây giờ Hung cái đầu tiên cảm nhận thế nào? Nhớ ấn tượng ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Đúng rồi. Đó. Quá tuyệt vời. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các thương hiệu áo cưới Island nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chị, em cảm ơn chị. Rồi, nắm tay nhau thật chặt và đưa nhau đi xem phim, tìm hiểu nhau ra cầu ánh sao. Dạ, đó là có một mối tình chính thức 6 năm và để chia tay cái đó 4 năm. 6 năm một sao chia tay? Em ham công tiếc việc quá, rồi mình bỏ bê họ. Sau này anh sẽ giống như vậy nữa không anh? Một lần mất đi cái thứ mà gọi là quan trọng nhất đó, mình đã biết rồi, thì sẽ không để lại mất cái tình trạng đó xảy ra. Mời bạn Nam. Thôi chào bạn, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Dạ, anh chào chú Quỳnh Linh, anh chào cô Cát Tường ạ. Con tên là Nguyễn Trọng Kỳ, năm nay 28 tuổi. Đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh làm công việc gì? Dạ, đang là trưởng phòng kinh doanh của công ty kinh doanh địa ốc. À, kinh doanh về địa ốc, dạ. Tức là bất động sản đó đúng không? Dạ. Trọng Kỳ, 28 tuổi, làm kinh doanh bất động sản. Quê ở đâu? Dạ, quê ở Vũng Tàu cô. Quê Vũng Tàu, rồi mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Và chào bạn nam bên kia. Em là Nguyễn Thị Mừng, em đến từ Bình Định. Em 26 tuổi. 26 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty về nguyên liệu thực phẩm. Mình vào làm việc trong này lâu chưa em? Dạ, tính đến thời điểm hiện tại thì được 8 năm ạ. 8 năm. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì nấu ăn được ạ. Em là người sống tích cực ạ. Em không dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Em vui vẻ. Vui vẻ. Dạ. Điểm yếu của em là hơi ương bướng một xíu. Nhưng mà không đến nỗi lúc cố chấp ạ. Nghĩa là mình có cái chính kiến của mình, nhưng mà nếu bạn trai thuyết phục được, mọi người thuyết phục được mình thì mình vẫn nghe theo. Đúng rồi. Đúng không? Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của cháu là hòa đồng, vui vẻ. Tức là rất là thích đi phượt và đặc biệt là cái mô hình mà đi rừng ngủ bụi đó cô. Còn nhược điểm là có cái là có thù với âm nhạc. Vậy chứ có những cái tài lẻ nào? Dạ thì mình thích thể thao rồi kia. Thể thao thôi. Dạ. Hiện tại thì cũng đang có đi dạy trợ giảng cho các bé nhỏ bên chỗ câu lạc bộ Bạch Hổ ở Gò Vấp. Về dạy cái gì? Môn gì? Dạ môn taekwondo ạ. Ồ, đánh võ đó hả? Dạ. Võ sĩ mà sao hồi căng thẳng quá vậy? Dạ. Em bên đây Bình Định phải không em? Dạ đúng. Bình Định là cũng cởi voi đi quyền cũng võ là dữ lắm á, em có võ gì không? Em chạy giỏi thôi chị. Hả? Em chạy giỏi thôi. Chạy giỏi hả? Năm trận là mình chạy. Đúng rồi chị. Bên kia có thù với âm nhạc, bây giờ mình hát một bài hát cho bên kia thù luôn. Em nói trước là em hát hay dở không chị? Ở bên kia người ta có thù với âm nhạc, mình cỡ nào cũng hay hết trơn á. Dạ. Bèo giạc mây trôi chốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi. Bèo giạc
Em đã trải qua mấy mối tình rồi anh trai? Dạ, đó là có một mối tình chính thức ạ. Một mối tình chính thức, dạ. Bao lâu? Dạ 6 năm và đã chia tay cái đó 4 năm. 6 năm? 6 năm sao chia tay? Do chia tay là do vì em ham công tiếc việc quá. Cứ muốn cho ổn định rồi á thì mới để cưới người ta. Nhưng mà mình rồi mình bỏ bê họ. Đúng rồi, ai mà chờ đợi mình nổi. Con gái người ta có một thời xuân sắc à, quen con người ta 6 năm mà không quan tâm chăm sóc người ta phải đi thôi. Rồi, bạn gái tình trường mình sao? Dạ, em đã trải qua 2 mối tình ạ. 2 mối tình? Một mối tình từ thời mới ra trường ạ. Sau này em có quen một người nữa nhưng mà em có cơ hội đi nước ngoài đó chị. Thì sau đó thì chắc là sai mặt, chắc lòng quá chị. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Quan tâm hàng đầu của em về tính cách ạ. Em hỏi thử bạn trai coi bạn trai như thế nào. Xin chào bạn nam bên đó ạ. Chào bạn nữ. Hồi nãy em có nghe anh kể về mối tình trước đây của anh ấy ạ. Anh có nghĩ là sau này anh sẽ giống như vậy nữa không anh? Một lần mất đi cái thứ mà gọi là quan trọng nhất đó mình đã biết rồi. Chúng ta hôm nay gặp nhau là cái duyên. Thì nếu mà thực sự chúng ta có cái nợ á, thì sẽ không để lại mất cái tình trạng đó xảy ra. Rất hay. Còn mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Dạ thì mẫu bạn gái của cháu là vui vẻ, hòa đồng, biết đồng cảm chia sẻ cùng nhau. Và có gì chúng ta cùng nhau bàn bạc và cùng nhau sẻ chia những cái khó khăn với nhau. Mà em có biết võ không em? Dạ như hồi nãy em có nói là em chạy giỏi lắm anh. Tức là muốn người yêu có võ đúng không? Dạ đúng rồi. Thế là chuyển kỳ quá vậy. Thì mình muốn một bạn nữ á thì phải biết cứng rắn mạnh mẽ, đôi khi cũng phải biết tự bảo vệ mình. Rồi. Và cái mẫu gái là phải tóc đó là phải tóc dài. Tóc dài. Gì nữa? Dạ, tóc dài, người dài, chân dài, có mũi dài. Bây giờ muốn tưởng tượng cái người phụ nữ bên kia thế nào? Cháu nghe thì thấy cái giọng nói cũng rất là ngọt, có thể nó có một bạn gái rất là xinh. Xinh, rất là xinh. Tóc thế nào? Tóc dài, tóc dài. Rất dài. Rất dài. Chào em gái. Chào anh ạ. Dễ thương quá. Cảm ơn anh ạ. Chàng trai bên đây hơi gọi là kỹ tính chút xíu. Em thích những người kỹ tính. Kỹ tính tốt ha. Dạ. Rồi, em không thích tật xấu gì của người đàn ông? Xòe xòa. Xòe xòa. Người này kỹ tính không có xòe xòa rồi. Em không thích bạn nam hút thuốc. Có không? Dạ không. Không có luôn. Dạ. Bây giờ nếu được thì hai bạn tính chừng nào tiến tới hôn nhân? Bạn nam. Nếu mà có duyên có nợ coi thì chắc phải qua năm. Qua năm. Dạ. Bạn gái muốn bao lâu? Nếu mà tình cảm đủ và điều kiện đủ thì mình kết hôn thôi. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôn nhân chưa? Dạ cũng bắt đầu chuẩn bị. Sau này lấy nhau về thì kinh tế ai sẽ quản lý? Chồng khôn đưa cho vợ giữ. Chồng khôn đưa vợ giữ. Cao ráo ha, tướng tá cũng hợp nhau. Được. Có thể là được đó. Bây giờ hai người cứ hỏi thêm ý kiến của người thân đi. Ông mai bà mối là thấy ổn đó. Em trai đi với ai? Dạ cháu đi với bạn đồng nghiệp với cái chị gái. Cho gặp chị gái trước đi. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Kỳ là một người cực kỳ chân thành và rất là nhiệt tình. Còn về bạn nữ bên này thì nói theo cái ngôn ngữ của bất động sản là đúng là một khách hàng tiềm năng đó. Chú em chốt cọc thành công nha Kỳ. Chốt cọc hả? Bạn gái mình đi với ai? Hôm nay em đi với các đồng nghiệp của em và sếp của em. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Về bé Mừng thì là một người rất là nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Về bạn nam bên này á, nhìn thì rất là đứng đắn và chân chạc. Hai người thì chắc nghĩ là nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện với nhau. Mở hàng rào. Nào. Có quà tặng em. Đây là chả lụa do em tự làm ạ. Cảm ơn em. Thấy không? Ta yêu nhau chân thành, gặp nhau tặng chả lụa luôn, thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Đầu tiên em thấy cảm nhận như thế nào vậy anh? Mới gặp thì mình không thể nào nhận xét chính xác hết. Nhưng mà cảm nhận hiện tại của em là em thấy anh là người chín chắn. Và em nghĩ nếu sau này lập gia đình thì có thể tin tưởng được. Anh thấy em rất là dễ thương. Cái lại mà giờ tóc ngắn rồi sao? Dạ cái này ngắn để dài được. Rồi chúng ta nói chuyện về tình yêu đó các bạn. Anh nghĩ là hôm nay chúng ta tới đây là cái duyên. Thì anh nghĩ là chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Tại vì thời gian gặp mặt một đôi phút là cũng chưa để quyết định được chúng ta là cái gì. Cần phải có thời gian để tìm hiểu. Không phải là mình chỉ nói một vài phút không hiểu gì nhau. Ta nói là một giây,
nó cũng gây đến cái tình yêu, đem đến tình yêu nữa. Hẹn hò đi các bạn. Em đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Gò Vấp anh. À, anh cũng ở Gò Vấp. Cái giờ giấc làm việc em có bận gì không? Công việc của em thì bình thường làm giờ hành chính à, nhưng mà thỉnh thoảng cũng đi tân công ca. Tác. Không, tân ca, em đi công tác anh. Thì anh có ngại cái vấn đề đó không? Không, cái vấn đề là công việc mà. Với lại công việc của anh thì nó thường là cuối tuần là chính. Cho dạ. nên là hầu như sẽ không có cái hàng ngày nghỉ Chủ nhật. Dạ. Chỉ là buổi thôi, buổi tối thì được. À, giả sử mình tiến tới với nhau thì có làm dâu không anh? Không, anh thì cũng nói là tự lập. Nên là mình sẽ ở riêng. Em thì thích cuộc sống làm dâu. À, nếu anh thích làm dâu thì cái này là mẹ anh là hoan nghênh. Dạ. Mẹ là thích có con dâu. Bây giờ cũng nôn dữ lắm rồi. Dạ. Như những gì hồi nãy em có nghe anh chia sẻ thì em thấy rất thích. À, những gì anh nói là hầu như 80% em ghi vào cái tiêu chuẩn chọn bạn trai. Hiện tại giờ phút này hai bạn ngồi nhìn nhau trước mặt nhau như thế này, mình cảm nhận như thế nào, mình hãy nói cho đối phương nghe. Một câu thôi, không cần phải nói nhiều. Câu này thì nói là có duyên rồi, thì chúng ta hãy thử xem chúng ta có nợ hay không. Trời ơi, dân sale gì kỳ cục vậy. Nói chuyện vậy chứ. Sao chốt hợp đồng, ai mà đặt cọc. Trong cái profile của bạn gái ghi là rất thích mùi mồ hôi của đàn ông, đúng không? Bây giờ em bước tới em kiểm tra chàng trai đó xem như thế nào. Bây giờ có nhiều biện pháp lắm chị, mình tới gần cũng đâu có kiểm tra được đâu chị. Đâu có em, nãy giờ anh xúc động lắm là nó là mùi chính xác luôn đó em. Bạn trai đứng lên tiến tới cho bạn gái kiểm tra. Đứng lên đi em, kiểm tra đàng hoàng. Mấy chỗ này nguy hiểm lắm. Đi một vòng rồi coi em thoải mái, em cái gì thoải mái đi. Em trai nãy giờ có rung không? Dạ rung nãy giờ. Rung dữ không? Dạ có. Khi mà gặp người con gái đối diện mà mình rung thì sao ta? Thì mình thích thì mình mới rung. Có thích thì mới rung. Một là rung tim, hai là rung tay, ba là rung chân. Nãy giờ thấy rung tay rung chân thôi. Rung cả người chú ơi. Rồi chúng ta chuẩn bị quyết định của mình nha. Sau thời gian trò chuyện, nhìn nhau, nói chuyện và cảm nhận về nhau, các bạn có bấm nút hay không là quyền của các bạn. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Đội tuyển Việt Nam đang vào những phút 88 gần 89 của trận đấu rồi. Việt Nam đang bị Philippines dẫn 1-0. Thật sự là rất là khó khăn và Việt Nam đang mong một cái lứa U như thế này. Lần này là chúng ta sẽ đoạt cúp. 10 giây cuối cùng. Và Văn Quý sẽ là người thực hiện. Chúng mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời đi bạn. Rồi, em gái giới thiệu đi cưng. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Bên cạnh. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Yến, năm nay em 23 tuổi. Em là nhân viên kế toán. Em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu Yến? Dạ, quê em ở Tiền Giang. Mời bạn trai giới thiệu. Đầu tiên em xin chào MC Quyền Linh. Em xin chào chị Cát Tường. Trời, giọng hai người này giống nhau quá ha. Và chào bạn gái ở bên kia. Em xin giới thiệu, tên em là Trần Kim Hưng. Năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là kỹ sư phần mềm về mảng điện thoại di động, tức là viết phần mềm trên điện thoại di động. Em cũng có kinh doanh thêm, tức là mình tự mình mở công ty riêng, mình cũng làm về phần mềm luôn. Và mình cũng có kinh doanh một cái mảng ăn uống nữa. Dạ. Giỏi vậy ta. Dạ. Biết là làm kỹ sư phần mềm thì nó rất là khô khan, tức là mấy anh lập trình thì tối ngày mấy anh đối mặt với cái máy thôi. Rất là khô khan, là có nhiều người là nói là cứ đóng cái khu lại nhốt nó giống như mấy con thú ở trong chổng này, nó tự nó làm, đừng có động vô, tại vì đôi khi mình suy nghĩ á nó stress nặng mà đụng vô thì nó cắn. Đôi khi em cũng có như vậy, cái đó là cái khuyết điểm của mình. Nhưng mà cái ưu điểm ở bên ngoài thì em cũng có rất là nhiều tài lẻ để bù lại, thì mình thấy mình cũng có năng khiếu hài hước, cho nên em đi thi Việt Nam Idol mấy lần em rớt. Được. Đâu em có tài lẻ gì em thể hiện vài tài lẻ nghe thật coi thử thôi. Đôi khi em coi đá banh á, với bạn bè thì em có thể bình luận, cái mấy bạn em nói ồ vậy thôi mày lên mày thấy cái mấy ông bình luận đó luôn đi. Rồi. Rồi bây giờ anh mướn nè. Dạ. Đội tuyển Việt Nam đá với Philippines. Hiện thì đội tuyển Việt Nam đang vào những phút 88 gần 89 của trận đấu rồi, thì Việt Nam đang bị Philippines dẫn 1-0.
và chúng ta rất là, và chúng ta cũng rất là nhiều khán giả đang rất là nóng lòng, kể cả MC Quyền Linh ngồi bên đây kế bên tôi mà bây giờ anh Quyền Linh cũng đang rất là trâu mày đấu mặt với tôi. Thật sự là rất là khó khăn và Việt Nam đang mong một cái lứa U như thế này, lần này là chúng ta sẽ đoạt cúp. Ba rồi. Công Phượng đã ghi một bàn thắng rất là tuyệt vời. Em nói nhiều quá cho nên em không bình luận kịp luôn. Công Phượng sút quay quá sai. Tỷ số là 1-0 rồi. Tới nữa. Đá vô chết luôn rồi. Bây giờ anh đang dẫn lên. Mình phụ 2 phút bù giờ luôn, 2 phút bù giờ cho trận đấu và tiếp. Bây giờ em bây giờ em sẽ không nói nhiều nữa. Bây giờ em không có nói chuyện về cầu thủ nữa mà em nói về ông Bắc Hang Seo đi. Ông Bắc Hang Seo đang đứng ở ngoài và tất cả các cổ động viên của Việt Nam bây giờ đã đứng ngứng lên. Bây giờ chúng ta có đồng hồ phạt góc, quả phạt góc này sẽ như thế nào? Anh Đức là người chuyên gia đánh đầu của Việt Nam. Còn 30 giây nữa rồi. Đội Việt Nam đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng với cái pha đá phạt góc này. Hầu như là bây giờ chúng ta đứng lên 20 giây cuối cùng rồi. Bây giờ rồi có tranh cãi nhau trong tay đôi trong cái sân đó rồi, trọng tài cho đá lại quả phạt góc. Anh rồi, đá 10 giây cuối cùng và Văn Quý sẽ là người thực hiện. Kêu Việt Nam chúng ta sẽ bước vào trận đá lượt về. Đây, chúng ta mới đá lượt đi thôi anh, tại vì kỳ này AFF của chúng ta đá hai lượt đi lẫn lượt về. Thôi nha, 2-1. Dạ, coi như ăn 2-1 là trên sân nhà là chúng ta lợi thế rồi. Đó. Dạ. Đó hết rồi đó, đá banh xong rồi đó. Dạ, dạ, em đá xong hết trận rồi chị. Hay quá. Nè em ơi, bạn gái về rồi. Tôi nó mê bóng đá luôn, có về đâu. Bạn ơi, để hỏi em hỏi đi, nha. Hỏi bạn đi, ơi, bạn có mê bóng đá không bạn? Dạ có, em cũng có hay đi xem đống bóng đá à. Ngoài bóng đá ra thì em còn thích cái gì nữa? Dạ em thích võ thuật. Sao em thấy nguy hiểm quá. Võ nào vậy bạn? Dạ em học judo và jiu-jitsu à. Chết rồi. Mấy người bình luận xàm là hay ăn võ lắm á. Dạ cho nên em nghe rõ là em đổ mồ hôi rồi đó chị. Rồi thôi được rồi, bây giờ rồi. Bên đây có tài rồi. Bên kia giới thiệu một chút xíu. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì em gái? Dạ, điểm mạnh của em là em biết tiếng Anh, tiếng Hoa. Em rất là thích kinh doanh. Và khi mà nghe anh bên cạnh nói thì em cảm thấy rất là vào cái hình mẫu của mình. Hợp ha. Dạ. Rồi điểm yếu của mình? Và điểm yếu của em là em nấu ăn không có ngon. Thế là em rất là dễ khóc khi mà thấy cái gì mà khổ là mình rớt nước mắt ạ. Vậy còn tình trường mình thì sao? Dạ, tình trường của em có 2 mối tình vào thời sinh viên. Vậy là mình ở không bao lâu rồi? Em ở không 1 năm rồi ạ. Lý do sao? Tại sao 2 mối tình trước mà mình chia tay? Mối tình gần đây nhất là em định hướng làm việc ở Sài Gòn, nhưng mà anh ấy làm việc ở Tiền Giang, cho nên hai người dừng lại. Trời đất ơi, chỉ có chút xíu đó mà Sài dừng lại vậy. Tiền Giang có một tí teo hà. Tình yêu chưa có đủ lớn nó vậy đó. Gặp đúng người rồi ở đâu cũng theo hết trơn á. Rồi, tình trường của em thì em được 3 mối tình. Mối tình ở sinh viên là nhiều. Rồi. Cũng có một mối tình giống bạn đó là yêu xa, cho nên là sao mà cách lòng thì không quen nhau nữa. Xa là ở đâu? Ở Cần Thơ là anh. Vĩnh Long qua Cần Thơ mà chia tay luôn hả? Không, mà lúc đó em học ở thành phố luôn chị. Được rồi, mẫu giờ... người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em là thứ nhất là cao, khoảng 1m65. Cái điều thứ hai quan trọng nhất á là mông to. Cái gì to? Mông. Anh Quyền Linh xem giùm em cái mông có to. Nhưng tại sao lại em thích mông to? Tại vì em theo cái nghiên cứu của Nga thì những người mông to thì rất là chung thủy. Có không? Có à. Rồi. Được. Rồi gì nữa, tiêu chuẩn gì nữa? Rất là thích kinh doanh cho nên em cũng muốn bạn trai cũng rất là thích kinh doanh giống mình. Rồi, anh thấy cũng ổn đó. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ, em không thích người bạn trai nói tục chửi thề, hút thuốc. Có chửi thề không? Dạ, em ghét cái đó lắm. Dạ. Có hút thuốc không? Dạ, em không hút thuốc, cũng không có rượu bia, tức là không có nhậu nhẹt, bê tha. Bạn trai muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì nói chung em bạn gái thì khoảng 1m55, đa phần em thích về cái tính cách cá tính hơn nhiều hơn là về cái mẫu ngoại hình bên ngoài. Nhưng mà có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích người bạn gái là sao ta? Nó hơi nhõng nhẽo nhiều quá. Nhưng bây giờ chừng nào được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Chắc khoảng 1 năm đến 2 năm nữa. Nhưng mà em đã sẵn sàng có được cái gì, chuẩn bị gì chưa? Hiện thì em có đến năm 2019 thì cái căn chung cư họ sẽ hoàn tất cho em. Dạ tức tốt. Là đã mua trước rồi. Như vậy là cũng có kế hoạch, có nhà, có cửa riêng đúng không? Dạ đúng rồi. Được rồi đó, thấy cơ bản là cũng ổn á. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Dạ, hôm nay em đi cùng mẹ, anh hai và đồng nghiệp của em ạ. Rồi, cho chị gặp mẹ em.
Dạ, em chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Ngọc Yến thì biết quan tâm chăm sóc gia đình, là biết quan tâm mọi người xung quanh. Còn nhận xét cháu trai bên này thì thấy cháu cũng vui vẻ, cũng hoạt bát và cũng có công việc ổn định. Thấy hai đứa cũng có nhiều điểm tương đồng. Mẹ cũng mong hai con cho nhau cơ hội tìm hiểu. Rồi, bạn trai hôm nay đi với ai? À, dạ em đi hôm nay đi với anh trai của em ạ. Rồi, chào em. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả và bạn gái đây ạ. Theo anh thấy thì nãy giờ hai đứa chia sẻ về quan điểm sống và những cái mục tiêu sống thì hai đứa cảm thấy rất là gọi là hợp thì vẫn hợp và gọi là có những cái quy tắc nó bù trừ lẫn nhau ấy, thì có thể là tương trợ tốt nhau trong cuộc sống sau này. Còn về cá tính và ngoại hình thì anh thấy rất là xem nhau đấy. Người dân gian gọi là như thế ta, có tướng phu thê đấy. Thì cũng mong hai đứa cho nhau một cái cơ hội là tìm hiểu trước. Còn cái chuyện hôn nhân là cái chuyện sau này không ai biết được. Vâng, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, kéo rào lên cho đôi trẻ gặp nhau nha. Mở rào. Rồi. Anh tặng em món quà này. Cái món này là gia đình anh cũng đang làm. Mà nói chung là yêu nhau qua đường bao tử thì nó an toàn hơn, đúng không? Chứ còn bông hoa này nọ thì nó tàn. Còn đồ ăn thì anh có thể cung cấp cho em hoài. Thì em nếu mà em không nấu ăn được thì anh qua nhà anh nấu cho em luôn cũng được. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em có món quà tặng anh. Anh đợi em một chút. Đây là cái quyển sách Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim. Em rất là thích nghiên cứu về hôn nhân gia đình. Em mong muốn là sau này mình có một cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc. Rồi, cảm ơn em. Rồi, có cái mông nó to được chưa? Đủ chưa? Đủ chừng chắc chưa? Quên luôn rồi chị ơi. Xoay vòng cho bạn gái coi coi, giấu giếm gì đó. Bây giờ mông không to nhưng mà kinh doanh tốt như vậy là được rồi. Em cũng phải học hỏi anh rất là nhiều. Ngồi đi tâm sự, ngồi tâm sự. Em nhận xét cho anh như thế nào trước đi. Cảm nhận anh rất là lanh lợi, kinh doanh giỏi là một điều rất là em rất là thích. Khi hẹn hò thì một tuần anh có thể gặp em được bao nhiêu lần? Em làm ở quận mấy nhỉ? Dạ em làm ở quận nhất ạ. Quận nhất à? Nếu mà một tuần thì có thể anh gặp em 7 lần trong một tuần luôn cũng được. Tại vì anh đi làm khoảng 6-7 giờ thì anh ra, thì có thể đi ăn và đi về. Còn em thì có sẵn sàng thời gian đó hay không hay là... Dạ có, em thường rảnh vào buổi tối. Tại vì công việc của em thì ban ngày. Các bạn quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Người ta nói là chồng giận thì vợ bớt lời, mà cơm sôi bớt lửa thì mấy đời cơm khê. Thì nó phải chan hòa như vậy. Thì em nghĩ cái người em cần về cá tính nhiều hơn. Dạ, về quan điểm tình yêu của em thì thứ nhất là phải có trách nhiệm với gia đình. Thứ hai là phải có cái tính chung thủy. Cái thứ ba là phải có hiếu với gia đình. Với em thì gia đình mới là hàng đầu. Giờ em ra em biểu diễn võ thuật cái cho anh coi, anh làm chị nhức đầu quá. Em đấy em. Ủa có em này em làm phụ mẫu luôn hả chị? Có chứ, quấn võ phải có bạn chứ. Dạ cãi rồi. Giờ anh nắm tay em đi. Nắm tay nào em? Nắm tay này đi. Đấy. Khi mà người ta nắm tay mình như thế này dắt mình đi, mình sẽ có cách. Bên đây là mình không thể nào, mình cứ dằn coi là sẽ thua nè. Tốt nhất cần giật cái là ra, không có dùng vậy. Giật cái cho té cái nằm ví của em. Ví dụ như cái anh đó tấn tới hãm hại sao? Tấn tới hãm hại thì mình có những cái gọi là nơi điểm yếu, nhất là hai bên đây. Chấn thủy, hạ bộ. Hạ bộ đâu? Dạ em tấn công. Dạ. Em phải tấn công người ta, người ta mới tấn công, người ta phản kháng được. Em nhào vô coi. Em phải biết tấn công theo hướng nào nữa em chị. Em coi như là mình thấy cái đẹp mình sáp vô mình tấn công đi. Bây giờ anh phải làm gì em chứ? Ờ làm gì đi, làm gì? Không có làm gì sao người ta phản kháng được? Vô đó. Đó, 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 đó. Được rồi. Thôi được rồi, được rồi. Rồi. Thử chúng thôi. Làm quá cái lỡ tay, lỡ chân, cái mệt luôn, không bấm nút luôn à. Nói tóm lại là có những cái giây phút cũng vui ha. Nhưng mà anh nghĩ rằng qua giây phút đó thì các bạn cũng hiểu nhau phần nào đó cùng với ý kiến của người thân. Bây giờ mình nhắm mắt lại đi. Mình kiểm tra con tim của mình có cùng chung nhịp đập hay không nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi mẹ. Chúc mừng. Rồi nắm tay nhau nào. Rồi nắm tay nhau. Hợp lý ha.
Không, rất dễ thương luôn á. Xin phép mẹ với anh đi. À, em cần xin phép bác với anh cho con hùng em á. Rồi. Không, phải xin em ơi cho anh hùng nha. Dạ. Ờ, à, đúng rồi. Để không ai bị quánh anh. Ờ, à, ví dụ đó đó. Con cầm ràm hoài cũng mệt đúng không? Dạ, chắc em trị được cái bệnh cầm ràm. Rồi, chút xíu mình gặp coi mình trị được không nha. Dạ. Dạ, em tên là Lê Trần Quốc Thới, nghề nghiệp là y sĩ. Nhiêu em tuổi Thới? Sinh năm 90. Sinh năm 90 hả Thới? Dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em chào tên em là Đặng Thị Mỹ Hiền. Em tuổi Ngựa, mệnh Thổ, cung Thiên Bình. Năm nay 27 tuổi. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Tây Ninh. Em có một cái shop mỹ phẩm tên Mỹ Store ở đường Cách Mạng Tháng 8. Cách Mạng Tháng 8 ở Tây Ninh đó phải dạ, không? Đúng rồi. Các bạn thấy lạ không? Hai người này ở rất gần với nhau nha, mà các bạn không quen biết với nhau. Đây là cái duyên mà các bạn gặp nhau. Biết đâu mình phát hiện ra bà con. Và hai bạn bằng tuổi nhau luôn. Dạ. Hay quá, hai con ngựa này chạy. Dạ, ai hỏi đi, hai người hỏi nhau đi. Nhà em ở đâu em? Anh ở huyện Hòa Thành á. Dạ, em ở Châu Thành anh ơi. À, vậy là dạ, không có bà con rồi. Em nhớ bạn gái tên gì không? Dạ tên Quyền. Dạ em tên Hiền. Hiền. Dạ. Dạ lỗi anh. Ưu điểm của em là gì em? Dạ ưu điểm của em là nhanh nhẹn, nhiệt tình. Khi mà em làm một cái việc gì đó thì em muốn là sẽ hoàn thành một cách nhanh nhất. Và cái nhược điểm của em á thì không có tính kiên trì hay do dự. Ví dụ như là em đang trong một cái mối quan hệ tìm hiểu với một bạn nam nào đó mà em lại thích cái người bạn nam đó hơn thì em sẽ chủ động nhắn tin rủ cà phê hẹn hò gì đó. Và em nghĩ là em sẽ tỏ tình, nhưng mà tới lúc mà gặp nhau rồi thì em lại do dự, em lại suy nghĩ lại không có thực hiện như là cái suy nghĩ ban đầu của mình. Anh thì ưu điểm của anh là anh biết nấu ăn, tham gia các công tác xã hội. Còn khuyết điểm của anh là khi mà nóng giận thì anh không có kiềm chế được, mà anh là hay biểu hiện ra ngoài khuôn mặt của mình. Lúc chích người ta rồi tức giận rồi sao? Dạ lúc chích thì đâu có tức giận được. Tác phong của ngành y thì mình cũng phải bình tĩnh. Cái làm sao phải kiềm chế cảm xúc của mình. Cho em hỏi là đỉnh cao của cái sự nóng giận của anh là nó tới đâu anh? Khuôn mặt nó hầm hầm với hay lằn nhằn thôi. Từ trước tới giờ cái đỉnh cao mà ví dụ như là anh đập đồ hay là anh như thế nào anh? Chưa bao giờ anh đập đồ em ơi. Dạ. Đỉnh anh còn thấp. Còn bạn gái thì sao? Em có tật là khi mà em ngủ chung với người kế bên thì em hay mân mê cái cùi chỏ người kế bên á. Ủa mà nói vậy em ngủ với ai? Mân mê cùi chỏ hả? Em ngủ với em gái của em thì thường hay nó lại rất là cáu với em cái vấn đề đó. Có khi nào nó giật chỏ em chưa? Có, nhưng mà xong rồi em cũng quay lại em vẫn làm. Có cái gì ở cái cùi chỏ này mà em mê? Không biết, em đam mê. Đam mê luôn hả? Linh cho bạn trai cho mượn cái cùi chỏ thử. Bây giờ em mân mê cùi chỏ thì cảm nhận thế nào nha? Mượn cái cùi chỏ coi sao mà mân mê đi nha. Em thử mân mê cùi chỏ của anh thử coi sao em. Làm luôn hả anh? Thiệt của anh á. Nói vậy anh đó. Được không em? Được không? Em có cảm nhận gì không? Dạ thấy đầy đặn á. Đầy lắm. Bạn tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Bạn đó vui vẻ, hiền và chung thủy. Dáng thì cũng đừng ốm quá. Vậy là được rồi. Nhưng vì em ốm em muốn tìm những người ốm đúng không? Dạ không, em cũng đúng rồi. Em hơi ốm nên em sẽ tìm những người ốm với em để cho hợp. Cái điều gì em không dạ thích? Thì bạn đó thì cao cỡ 1m55 trở lên rồi. Anh ơi, 1m50 thôi anh ơi. Ừ vậy cũng được em ơi, kệ nó. Mẫu người bạn trai của em á cao 1m65 trở lên. Da ngăm, có cùng chung sở thích là đi du lịch chung với em. Chín chắn là có cái định hướng cho tương lai của mình. Đặc biệt là nếu mà bạn đó thích nuôi chó thì càng tốt. Tại em thích cái người nuôi chó rồi biết quan tâm chăm sóc người khác. Nuôi chó với liên quan chăm sóc người khác nó không có liên quan gì với nhau hết trơn á. Khi mình nuôi chó thì mình sẽ quan tâm tới con chó chị. Mình mua đồ ăn cho nó rồi đó. Cho chó ăn cho người ăn luôn đúng không? Mình có trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua một mối tình cách đây 3 năm và kéo dài trong 1 năm. Tôi coi cái anh bên kia coi làm sao. Nên tiêu chuẩn bên này đưa ra đạt được bao nhiêu phần trăm em trai? À, chắc trên cũng trên 50 quá. Chào chị. Có chơi thể thao gì không? Dạ cũng có. Chơi môn gì? À, em hiện tại đang tập gym để cho giảm cân. Bây giờ mình được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ được thì nếu cả hai hợp nhau thì do hai bên gia đình nếu đồng ý thì có thể sớm nhất là 6 tháng. Nhưng mà mình đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ thì em cũng đang cố gắng để đi làm. Hiện tại em kết hợp công việc làm thi là trình dược viên và đang học lên lớp cử nhân y tế công cộng của Đại học Trà Vinh. Cũng được ha. Mình có phải làm dâu không em? Thì bạn nữ thôi, bạn nữ muốn làm dâu thì làm. Còn nếu không muốn thì có thể hai người ra ngoài cố gắng làm để ra ngoài sinh sống. Có định hướng rõ ràng. Mình có yêu cầu gì hay mình không có điểm nào mình không thích ở người bạn gái không? Thì em chỉ không thích bạn gái là đừng có hay ghen là được rồi. Em hay lăng nhăng lắm.
Dạ, không có lăng nhăng. Công việc của em là sẽ đi làm tiếp xúc với bệnh nhân nhiều. Sao em được vậy không em? Em có gan lắm không? Em không phải là người hay gan. Em có mấy mối tình rồi em trai? Dạ, em chỉ có một mối tình thôi. Một mối tình hả? Dạ, thì quen lúc em nhập ngũ. Và khi em xuất ngũ thì em chia tay. À, lúc đi bộ đội đó hả? Dạ, đúng rồi. Để anh xem bên bạn gái thế nào nha. Em chào anh. Bạn gái dễ thương quá. Bây giờ em cảm nhận chàng trai bên kia là người như thế nào? Em cảm nhận là anh đó điềm đạm nhưng mà cũng có vui tính. Em không thích điều gì ở người đàn ông nhất? Lăng nhăng gia trưởng và thường hay là nói nhiều hơn là làm. Bên đây hơi càm ràm chút xíu đó. Dạ, tích càm ràm theo cái hướng tích cực thì ok. Còn càm ràm hoài cũng mệt đúng không? Dạ, chắc em trị được cái bệnh càm ràm. Rồi, chút xíu mình gặp coi mình trị được không nha. Dạ. Hôm nay mình đi có người thân không em? Dạ, hôm nay em đi với lại ba em, với lại em gái, em rể của em, là bạn của em nữa. Dạ, chào ba. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Con tôi á, từ thổi nhỏ gì là tính tình, đúng là tên hiền là cũng hiền thật sự. Mà cũng có cái cũng quyết đoán dữ lắm. Tôi cũng nhận xét về bạn của Hiền hôm nay gặp đây nè. Tại nó là nhìn vô là biết thông minh, dễ thương, nhìn có cái hậu nữa. Rồi, thì tôi cũng mong rằng là hai đứa được hợp tác với nhau, gặp được với nhau được là đó một cái duyên nó đến với nhau. Quan trọng là hai đứa cố gắng tìm hiểu nhau, nếu được là tiến tới hôn nhân. Tôi rất là mừng, tôi rất là ủng hộ 100%. Trời ơi, con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Con thì cũng cảm ơn bác đã cho con cơ hội được tìm hiểu Hiền. Thì con cũng sẽ cố gắng hết sức mang lại hạnh phúc cho Hiền nếu mà tiến tới. Bác sẽ mong con điều đó. Con trai, mình đi với ai? Dạ, em đi với dì bà Dượng ạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào Cát Tường. Cháu thấy ở nhà thì cũng hiền lành, hoạt bát, vui vẻ, đặc biệt là nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Cháu gái kế bên thì những sao thấy cũng hiền, dễ thương. Nói chung là những sao muốn hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm và tiến tới xa hơn nữa. Như vậy là hôm nay có hai gia đình hai bên mà gọi là cấp cao đó nha. Dạ. Cũng đồng ý cũng rồi. Trơn hết trời rồi. Quá rồi. Quan trọng là hai đứa tìm hiểu nhau thôi. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn. Mời các bạn. Em chào anh ạ. Đây là món quà hậu điệp thích dây tự tay anh làm tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Bạn trai hát tặng bạn gái một đoạn đi cho lấy không khí nào. Bắt đầu. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh. Bằng lòng đi em, anh sẽ đưa về. Cùng nhau đi đến bên bờ. Bằng lòng em nhé. Bạn gái đáp lại liền. Nếu đã yêu nhau đến cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hời. Để lại một đời vấn vương, cả một vùng nhớ thương. Hay quá. Thẳng quà gì đây? Quà gì hình trái tim vậy? Dạ. Quà. Ủa này em tự làm hả? Dạ, mấy em tự thắt. Mất bao lâu em? Dạ thì cũng mất có 2 tuần rồi chị. Hả? Là mỗi ngày ngồi đang chút xíu vậy dạ, hả? Dạ, tại công việc của em thì về thì những khi rảnh em mới có thể làm được. 2 tuần nữa nha em. Dạ. Về để đầu giường đi em. Qua đây. Mày sao đưa cái cụ chỏ cho coi coi. Ôi nãy cảm nhận rồi chị. Không, nãy lộn rồi, nãy cái áo màu xanh, nãy áo màu đen rồi. Vậy nãy thấy áo luôn rồi nè. Rồi đi em. Rồi cho nào đã thôi. Gu lạ không? Dạ lạ. Lạ ha. Rồi giờ hai bạn tâm sự với nhau đi. Em có cảm nhận gì anh như thế nào khi lần đầu gặp anh? Em thấy anh là người hoạt bát, vui vẻ, hiền. Em cũng thích là cái kiểu người như vậy. Em có hay tham gia các chương trình công tác xã hội hay thiện nguyện gì không? Thiện nguyện thì em thích tham gia, nhưng mà do cái hiện tại á, cái tính chất công việc của em á, thì em không có thể đi ra ngoài được. Em nghe nói là anh tập gym mà anh tập ở phòng nào mà em thấy anh chưa có được gọi lắm á. Anh hiện tại là anh tập gym ở phòng gym Mỹ Thuận ở gần cửa 4 Tòa Thánh á. Tập nhưng mà thời gian cũng phải đi làm với hay đi thiện nguyện nên cũng chưa xuống được nhiều. Anh sẽ cố gắng xuống nữa. Chắc sau chương trình này mình sẽ đi tập gym chung nhau. Rồi quyết định vậy đi. Tại em buổi sáng của em là em tập aerobic ở ngay chỗ gần công viên Hòa Thành. À, anh biết rồi. Anh này anh nhảy aerobic chắc anh bị lên máu rồi. Dạ không, em có thể theo gym được rồi chị. Theo em thì có thể là bao lâu mình có thể em cưới được? Em nếu thì em không nhau. Có đặt qua cái khoảng thời gian nào hết. Chỉ có thấy là hợp nhau thì mình tự bàn bạc với nhau rồi mình tiến tới thôi. Rồi em thích sinh bé trai hay bé gái? Em là thích tự nhiên, trời cho gì thì mình nhận đó. Đứa nào cũng là con mà. Dạ. Đến với chương trình này thì anh cũng chỉ mong là chúng ta cho nhau một cơ hội, hợp nhau thì chúng ta sẽ có thể tiến tới được xa hơn nữa.
Dạ, em đồng ý với ý định của anh. Trời ơi, gọn nha. Dạo này ông Mai bà mối có vẻ nhẹ nhàng, đơn giản quá. Nói chung quá. Là chúng ta thấy hợp đầu tiên là được rồi. Chúng ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ nha. Các bạn nhớ bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Xứng đôi nha, giảm 5kg nữa nha em. Hôm nay có ba đi rồi có dượng gì đi nữa là quá hợp lý rồi. Hôn cái hôn đầu tiên đi các bạn. Ba cười là xin ba đi. Xin ba kìa. Xin ba. Trời ơi. Dạ bác cháu có thể cho con xin phép không bằng hàng được không ạ? Bác cháu cứ luôn tới. Con luôn. Chàng trai này thì theo mẹ thì được các con ạ. Dạ. Mẹ mà ngồi chỗ con là mẹ bấm liền luôn. Mời đàn trai. Rồi ngồi đi em. Xin mời đàn gái. Rồi mời đàn trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia. Và chào quý khán giả trong phòng quay. Dạ em tên Phan Văn Trọng, quê quán ở Bến Tre. Hiện đang sinh sống và làm việc tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chức vụ em là trưởng phòng vật tư công ty cổ phần thép Vĩnh Lợi. Em tên là gì? Dạ em tên Phan Văn Trận. Chịu Trận hả? Dạ. Phan Văn Trận, nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 34 tuổi. 34. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và em xin chào anh Quyền Linh và bạn Nam phía bên kia. Và em xin chào toàn thể quý vị khán giả đang ngồi dưới trường quay ạ. Em tên là Trương Thị Linh, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh và làm quản lý cho nhãn hàng Lovite ạ. À, em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 33 tuổi ạ. 33, bảo Linh 33, Trận 34. Em có cái điểm mạnh và điểm yếu như thế nào? Dạ, điểm mạnh của em đó là dễ gần, yêu thương gia đình, thích chia sẻ gần gũi với gia đình và thích sống chung với lại gia đình. Thế còn cái điểm yếu của mình? Điểm yếu của em đó là mít ướt và dễ mũi lòng trước những cái hoàn cảnh khó khăn. Chỉ cần người ta chia sẻ cho em là người ta khó khăn thì là em sẽ giúp đỡ người ta. Dạ. À, tức là dạ. Em bị cả tin, dễ tin người. Dạ, đúng không? Rồi ạ. Em có cái tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của em đó là mỗi lần em đói bụng lên là tính em nóng tính, hay quạo. Dạ, lúc mà em mất ngủ á, bình thường thì nằm ngủ cũng duyên dáng lắm. Nhưng mà khi mất ngủ với lại ai làm cho em khó chịu thì tụi em không ngủ được. Thì em cứ nằm úp và chân dơ lên trời vậy đó. Nằm úp mặt mà chân dơ lên trời là dạ cái tư thế gì ta? Là tư thế nằm úp xong chân cứ quặt lên này. Tư thế đó dễ ngủ lắm, anh cũng hay ngủ thế đó đó. Thế nào? Ông hình dung tư thế nào mà ông nói dễ ngủ? Ta nằm mặt... vậy nè. Anh Quyền Linh có thể ra nằm úp xuống tạ giùm em. Ông cái chân dơ lên trời á hả? Em dạ. Vậy đúng không? Đúng vậy không? Dễ đúng ngủ không? Lắm. Dạ đúng rồi. Vâng, lại tưởng là treo ngược cái chân lên vậy nè. Treo xong ngủ trời. Bởi vậy mới nói. Ai mà biết điểm mà yếu đó của em thì đúng là em mất ngủ và cứ yêu thương chiều chuộng em lúc nào em nằm ngửa. Cái này hay là Trận. Dạ. Cái này là chịu Trận được nè. Dạ. Đừng có chọc giận là nằm úp ngủ vậy. Dạ. Nếu mà vui là nằm ngửa. Là cố gắng làm vui vui nha. Dạ, em sẽ cố gắng làm bạn vui ạ. Còn Trận, em có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là hiền, biết kính trọng người lớn, biết quan tâm chia sẻ người khác, không hút thuốc, biết uống rượu nhưng mà uống chỉ ít thôi à, chỉ giao tiếp thôi, mức giao tiếp thôi. Điểm yếu của em là nói hơi ít. Nói ít. Dạ. Bên này em nói nhiều á. Có tật xấu gì không? Có ngủ ấp không hay ngủ ngửa? Dạ em ngủ thì ngái, nhưng mà ngái thì nhỏ, cũng không đến nỗi là lớn lắm. Sao em biết? Dạ em nghe người người nhà nói anh. À dạ ngủ. Ngái thì cũng sao đâu anh, em dễ ngủ lắm. Em chỉ cần nằm xuống là em ngủ. Dù trời long đất lập gì em cũng ngủ được hết ạ. Có nghĩa là cái tật xấu đó là bạn gái bên đây là không cho là tật xấu nữa, em yên tâm nha. Yên tâm. Dạ. Em Trận, em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình rồi. 2 mối tình là đi đi học, 1 mối tình là đã đi làm rồi. Mối tình đi làm đó bao lâu? Dạ hơn nửa năm nhưng mà gần 1 năm. Sao chia tay?
Dạ, vô tình thì em mở được điện thoại của người đó. Thì em thấy cái tin nhắn của người đó nhắn với người khác. Vậy thôi chia tay hả? Dạ. Nhắn sao mà chia tay? Thì em thấy nhắn tin của hai người cũng tình cảm lắm. Thấy bạn đó không thật lòng với mình. Không, thấy có tình đó xong là coi chia tay luôn. Dạ, thì về em cũng suy nghĩ. Em cũng suy nghĩ mấy ngày. Rồi em mới nhắn tin cho bạn đó. Ừ. Dạ, thì bạn đó cũng chỉ nói là bạn thôi. Ừ thì bạn thôi mà. Nhưng mà em thấy sao nhắn tin lại tình cảm quá à. Dù gì nó cũng qua rồi ha. Dạ. Còn rồi. Em sao? Em mấy mối tình rồi? Dạ, em một mối tình ạ. Quen bạn đó lúc em học cao đẳng. Và 3 năm học cao đẳng luôn ạ. Thì trong lúc quen đó thì bạn trai đó khá đầu hoa. Bạn bè gặp người đó đi với người khác thì có nói cho em là sao lại gặp bồ của mày đi với lại con nhỏ đấy vậy. Nhưng mà em lại không tin. Nhưng mà có một lần thì bạn em chụp hình á, thì đi với người đó. Thì em nói là coi như là đối tác đi. Em cũng không thấy quan tâm luôn. Nhưng mà xong rồi em nói tóm lại là dạ. Em bị phản bội đúng dạ, không? Đúng rồi. Giống y như bạn bên dạ. Giống như trận bên kia. Và lần đó là em dạ. Cắt đứt dạ. Em là người chủ động cắt em đứt. Em chủ đúng động không? Cắt đứt luôn. Mấy năm rồi Gưng? Em quen được 3 năm và lúc 2012 chia tay. Thì tới bây giờ 7 năm là không quen ai. Tới bây giờ luôn dạ. Là em không quen người nào nữa dạ. Em gái em muốn một nửa yêu thương của mình có một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em có thể diễn tả cho bên đây biết được không? Dạ thì em thích mà mẫu lý tưởng của em là bạn nó cao từ 1m68 trở lên. Thì thân hình không quá ốm. Đúng người nhanh quyền linh trở lên ạ. Biết yêu thương gia đình. Biết chăm sóc bản thân mình. Và hói cũng được, đối với em quan điểm hói là thông minh. Hói được không? Dạ được ạ. Được. Được. Hói là thông minh, vì bạn nói dạ. Là hói được. Là thông minh. Vỗ dạ. Tay, tôi khoái vụ này nè. Ai mà, chào em gái dạ, trời ơi, chúc em quá, em nói chữ hói em khoái là anh thấy khoái rồi đó dạ. Cảm ơn em đã hiểu cho những người hói. Em thích người đàn ông lý tưởng của em đó là không trưng diện quá nhưng mà cũng phải biết là chăm sóc cho mình. Đi làm thì là một người đàn ông lịch lãm. Còn khi đi chơi thì là một người năng động thể thao. Rồi là tùy cơ ứng dạ, biến tùy ha. Tùy cơ ứng biến. Không? Dạ. Ok, được đó. Dạ. Khái vụ khoái hói rồi đó. Đâu, để coi bên kia có hói hay không mà thấy ông Linh ông có vẻ là tâm đắc quá vậy. Bên đây thấy cũng có khả năng đó nha. Dạ chào chị. Chào cưng. Không nhưng mà bạn nữ bên đây thích hói mà. Ừ. Cái mẫu người phụ nữ mà em mong muốn là như thế nào? Dạ, em mong muốn người nữ đó là cao 1m55 trở lên. Da trắng, tóc dài, hiền giống như em vậy đó chị. Hiền giống như em hả? Dạ, biết quan tâm, chăm sóc, lo cho gia đình. Vậy thôi hả? Dạ. Vậy thôi phải không? Dạ, vậy thôi ạ. Em cũng được 80% của anh nữa, nhưng chứ có điểm là tóc không dài. 80%? Còn cái 20% do cái tóc không có dài, tóc ngắn. Dễ mà cái để từ từ nó dài. Sao chị? Không sao phải không? Dạ. Thì em nói cho bạn đó biết đi. Để nó dài. Đó là mẫu em mong muốn thôi. Dạ. Chiều cao chưa đạt như mức mong muốn anh ạ. Chiều cao em cao nhiêu? Em có 1m52 thôi. Bằng guốc lên thì cũng được 1m57. 1m52 mà 10 phân nữa thì là cũng 1m62 rồi nếu mà mang guốc dạ, 10 phân. Dạ không sao chị. Ship em có công ty dài em nói ship em làm đôi giày độn lên phân. Là ê, được rồi. Okay. Nói ship dạ. Em làm cho anh mấy đôi giày cao gót thôi. Anh cũng hơi lùng anh mang. Có giày cao gót đàn ông không? Giày độn, người ta có giày dạ, độn anh. Nói sếp em làm cho anh mấy đôi giày 10 phân luôn á dạ. Linh. Về ngoại hình á, cái khuôn mặt á thì giống những cái giống một mẫu hình nào trong showbiz không? Hình mẫu là lý tưởng của em là chị Hari Won á chị. À. Chị đó rất là vui vẻ. Rất là vui vẻ dạ. Có cần phải biết nói tiếng Hàn không? Dạ không chị. Vậy hả, chỉ dạ. Cần là có cái nét Hari Won thôi phải không? Opa. 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 Em không giống chịu Hari Won nhưng nói được câu Opa. Opa, Opa, Sarange, Sarange. Rồi bây giờ mình cho hỏi ký người thân xong mình mở đúng rào rồi. Thôi. Dạ em đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ nuôi và chị ruột em và đồng nghiệp của em ạ. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả trường quay. Về Linh á, là một người con gái rất là hiền, sống có hiếu với gia đình. Còn chị thấy về bạn trai bên đây thì cũng được hiền. Chị thấy hai em tương đối là hợp với nhau. Thì mình tới chương trình này cũng là đã một là cái duyên rồi. Thì hai em nên cho nhau cơ hội. Nếu mình tiến xa hơn thì càng tốt. Còn mẹ nuôi thì sao? Mẹ nuôi cho một chút ý kiến. Xin chào MC Quỳnh Linh và Hồng Vân. Phải nói là mình rất là hâm mộ chương trình này. Chính vì vậy cho nên là thấy con gái năm nay cũng ngoài 30 tuổi
mà chưa có tìm được một cái người bạn trai nào vừa ý. Mặc dù mình đã giới thiệu cho con rồi nhưng mà con vẫn không có chấp nhận. Mình rất thích mà con lại không thích. Cho nên mình mới lặng lẽ là mình lén mình đăng ký chương trình này. Mà không phải đăng ký cho một người đâu, tới bốn người lận. Ủa đăng ký cho ai cô? Đăng ký cho Dương Bé Ba, cho Võ Thị Nương, cho Trương Thị Linh và cho một người nữa là là bản thân cũng là mẹ đơn thân. Là mẹ nuôi cũng đăng ký chương trình này luôn nha. Mẹ thấy chàng trai này là mẹ có thích không? Chàng trai này thì theo mẹ thì được các con ạ. Dạ. Ngọc mẹ mà ngồi chỗ con là mẹ bấm liền luôn. Ngọc mẹ mà ngồi chỗ con là mẹ bấm liền luôn. Mẹ đáng yêu quá à. Hy vọng chúng ta gặp nhau ở vị trí khác nha. Dạ cảm ơn. Rồi xin mời đàn trai. Em đi với ai? Dạ em đi với sếp và anh em đồng nghiệp của em ạ. À, có sếp là chắc có dài luôn ha. Dạ. Xin chào anh Linh và chào chị Vân. Chào khán giả trong trường quay. Mình là Hùng, cấp quản lý của em Trần. Trần là người rất là hiền lành, tốt tính và đặc biệt á là bạn rất là nhẹ nhàng. Còn đối với bạn gái bên này á thì anh thấy rằng á bạn rất là duyên dáng, rất là nhanh nhẹn và một số cái yếu tố em đưa ra có lẽ là anh nghĩ là phù hợp đến 70%. Còn tóc có thể là nó dày ra. Dạ. Rồi. Rồi, cảm ơn chương trình. Cảm ơn sếp. Rồi bây giờ mình mở rào ha. Mở rào đi. Ok, mở rào. Mặt trận này là của em đó Trận. Em chào anh ạ. Dạ, em chào anh. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ. Thì trong đây gồm có hai món. Một là cái giỏ. Dạ. Khi em đi làm. Cái thứ hai nữa là một đôi giày. Và chính là đôi giày của ship anh tài trợ cho anh. Dạ. Bây giờ ngồi xuống thử có chiếc giày có vừa sai không cưng? Thử giày đi, thử giày ngồi đi. Ngồi xuống đây cưng, thử. Dạ. Ừ. Rồi, giống phim tắm cám quá nha. Vừa đúng luôn đó. Chị ơi. Wow. Ờ số luôn rồi đó, duyên số đã định rồi chị. Ờ, đã định rồi. Ok, trời ơi, in luôn. Vừa in luôn. Em có muốn đi đôi giày để nói chuyện không? Dạ có, em muốn đi luôn. Rồi, em đi đi. Dạ. Dạ, em cũng có món quà muốn gửi cho anh ạ. Em sẽ tặng cho anh cái cà vạt. Thì tại vì là em, đối với em á thì thích anh buổi sáng đi làm á, thích anh bước ra đường thì ít nhất cũng phải là một người đàn ông lịch lãm. Thì em thích đứng trước mặt anh để thắt cho anh cái cà vạt trước lúc anh đi làm. Thì em muốn tặng cái quà ít quà. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi đó. Mà sao hợp như vậy, cái cà vạt đó cực kỳ hợp với cái áo đó, bộ đồ của em. Rồi. Luôn á. Màu xanh. Nhà chắc cũng tập rồi nhưng mà lên đây gặp ảnh là rung đúng không? Bạn gái lấy cái giỏ quải lên, lấy cái giỏ quải lên. Nói đi. Đây là cái giỏ màu hồng thì anh mong là tình cảm của anh với em luôn luôn sẽ là màu hồng. Dạ em cảm ơn anh. Hát bài tặng luôn, hát luôn, đứng nói hát luôn. Thôi đây em xin hát tặng cho anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và quý khán giả ở tại trường quay và đặc biệt là cho bạn gái của em. Dạ em tên gì anh? Em tên gì ạ? Xin lỗi anh quên trời tên của em. Rồi hỏi tên hỏi lại đi. Cho cơ hội lại nói lại tên một lần nữa đi em. Rồi. Dạ thì em nói lại lần này anh phải nhớ nha. Còn nếu rồi, mà không nhớ là em em giận luôn. Dạ em tên là Linh. Linh. Rồi dạ. Bắt đầu nói. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Đợi chờ mọi đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làng tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tình cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn họ. Rồi hay lắm. Rồi hay rồi, dễ thương rồi. Rồi bạn gái đáp lại luôn, bạn nữ đáp lại luôn em. Em yêu anh yêu không hối tiếc, em yêu anh yêu bằng cả trái tim. Em quên rồi. Nên đủ ý nghĩa rồi. Được rồi. Em yêu anh không hối tiếc, yêu bằng cả trái tim. À, đủ ý nghĩa rồi. Trở về vị trí ngồi đi.
Đó, cái phần giao lưu là dễ thương lắm rồi đó. Bây giờ em nói đi, em thấy cảm giác em lần đầu tiên gặp mặt em thấy cô thế nào? Em thấy bạn gái rất là dễ thương, mà thấy gương mặt cũng có vẻ là hiền. Cảm giác lúc đầu em thấy em cũng rất là mến. Còn em thấy anh như thế nào? Em thấy anh giống như em mong muốn, tại vì đối với em không thích đàn ông béo, đàn ông ốm. Cho nên khi nhìn anh ấy là em nhìn thấy đúng lý tưởng của em. Dạ. Ai cho em hỏi là anh hiện tại anh đang sống trên Sài Gòn hay sống trên Bến Tre ạ? Anh sống ở trên Sài Gòn. Dạ. Anh có hay về thăm bố mẹ không? Anh thỉnh thoảng khoảng 1-2 tháng thì anh có về thăm ba mẹ của anh. Dạ. Em cho hỏi em quê ở đâu? Dạ em là quê ở Nghệ An ạ. À. Hiện nay em đang sống trong Sài Gòn với anh trai. Dạ và với chị em đang ngồi dưới hàng quay ạ. Dạ. Hẹn hò em thích đi đâu chơi? Em miễn nơi nào có anh thì em thích ở đó ạ. Trời ơi. Ôi muôn tình quá ơi. Theo em nếu mà mình đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì sẽ tiến tới được? Nếu anh cầu hôn lên và đúng anh hợp với mẫu lý tưởng của em thì em đồng ý luôn. Dạ, có thể cưới luôn ạ. Nếu mà em đồng ý thì chắc có lẽ là trong năm nay. Theo em thì em thấy có được không? Dạ, em dạ được ạ. Nhưng mà đối với em á thì khi một quen với là một người bạn nam á, tại em thích sống với gia đình, khi mà muốn đồng ý cái việc mà em với anh quen nhau thì em lại biết được gia đình anh và những người thân trong gia đình anh. Em thích sống với gia đình, thích sống với người thân. Dạ, em sống thiên về tình cảm. Một thời gian gần đây thì anh sẽ mời em về quê của anh chơi. Mà Bến Tre rất hợp với em vì em thích ăn ngọt. Vậy là quá hợp. Bến Tre là gu kẹo chùa của ba em và em. Nếu mà lấy nhau thì em mong muốn là được mấy người con? Em thích đông con ạ. Thích đông con. Khi mà anh đông con thì anh phải, khi sinh con ra thì anh phải có trách nhiệm với lại con và gia đình. Anh đủ khả năng tới đâu thì em sẽ để tới đó. Anh cũng sẽ cố gắng theo mong muốn của em. Nhưng mà nói hỏi thật, em thích cô gái đối diện không? Khi mở rào ra là em thấy em vẻ đẹp của cô ấy là em bị hút hồn. Hút hồn luôn hả? Dạ. Trời ơi, dễ thương quá, thôi được rồi. Rồi, để tay nút bấm đi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 2 1 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Được rồi đó. Dày vừa quá, xinh quá. Em thấy trong bạn muốn hỏi sau khi nắm tay rồi làm gì nữa? Dạ hôn. Trời ơi. Dạ con xin phép má nu cho con hôn lên. Em cho anh thể hiện tình cảm của anh đối với em. Em khá đồng ý đó. Cái tay làm gì vậy? Tay thì dịnh ra đây nè. Đó, ừ. Đó, ừ. Đó. Nhìn cái tư thế cho nó đẹp cái coi. Em không xấu, em không lại cho chị coi coi. Em không lại em. Trời ơi. Đó, trời ơi. Ra thế ra dáng liền. Rồi. Linh đóng dấu luôn rồi nè Linh. Hả? Đóng dấu luôn hả? Vết son môi trên má anh. Dễ thương quá. Tối nay về chắc không rửa mặt quá. Để ngủ luôn nha. Dạ. Để tới mấy ngày luôn. Dạ. Kể chừng nào nó phai, nó phai ha. Nào tự nó phai thôi. Em sẽ kiếm đủ cái số tiền để sau này để mình về hưu á, mình được ăn thoải mái, ngủ thoải mái hơn. Rồi, chưa gì tính về hưu rồi. Rồi sao mà đăng ký được chương trình này hay vậy? Hai chị em ở trọ, ai cũng có đôi có cặp mỗi phòng chị. Hai chị em không có đi đâu nữa. Ấy không ai tin chứ, nên chị đăng ký em thử nghiệm trước cho chị. Rồi, mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Bây giờ mình thoải mái lên nha. Cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi, rất là vui. Hy vọng rằng nó sẽ vận vào cặp đôi thứ hai tiếp tục thành công nữa. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến em MC Quyền Linh và chị Hồng Vân. Tất cả các khán giả đang xem trong buổi ngày hôm nay. Chào bạn nữ kế bên.
và chào tất cả các quý vị khán giả đang xem đài. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tấn Phát. Năm nay em 26 tuổi, em sinh năm 1994. Em giới thiệu về mình đi nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân. Chú rung hả? Không có rung. Chú Quyền Linh cùng bạn trai và cùng toàn thể quý khán giả. Em xin giới thiệu, em tên là Phan Thị Hợi, sinh năm 1995. Em quê ở Nghệ An. Dạ, hiện tại em đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi Cần Thơ. Em trai là ở đâu? Em đang hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sóc Trăng luôn. Cần Thơ qua rồi. Sóc Trăng luôn, sát bên luôn. Dạ, à, vậy mừng quá. Đánh. Em hãy cho bên đàn gái biết ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, khuyết điểm của em là tính của em là nó rất là lười biếng. Hai cái đam mê lớn nhất của em là đam mê ăn và đam mê ngủ. Và cũng từ những cái mà khuyết điểm đó nó lại sinh ra một cái ưu điểm lớn của em. Đó chính là em rất là đam mê kiếm tiền. Có nghĩa là hiện tại em sẽ kiếm đủ cái số tiền để sau này để mình về hưu á, mình được tận hưởng cái cuộc sống của mình, đó là mình được ăn thoải mái, ngủ thoải mái hơn. Trời ơi, chưa gì tính về hưu rồi. Ông 26 tuổi mà ông làm thế ớn thiệt chứ. Giờ dạ. Nghe là thấy yên ổn rồi đúng không? Ừ. Dạ. Để hỏi ông coi có ông lo được tới đâu rồi. Dạ, chào, em chào chị. Sao nãy giờ nhà cửa mua được chưa nè? Dạ, hiện tại thì em cũng có nhà riêng. Ừ. Nhưng mà sau này thì em mong muốn là sẽ về làm dâu ở sống chung với ba mẹ. Tại vì em ở nhà em là con út trong gia đình. Rồi á, là bây giờ á, coi như em lấy vợ về á, là em nuôi được vợ luôn chưa? Dạ, về vấn đề này á, thì em có thể là nuôi được. Dạ. Tuy nhiên là em thích đi làm hay là ở nhà chồng nuôi? Dạ, em thích đi làm. Đồng ý không? Dạ, vẫn đi làm bình thường được. Thì có thể là mình có thể là mình về nhà mình tự mở cửa hàng mình kinh doanh cũng được. Dạ. Ủa nhưng mà em gái em ở Cần Thơ, mở với ai vậy? Em ở trọ, nhưng mà trước thì em ở nhà bác. À, vậy thì hợp lý rồi đó em. Dạ. Nếu mà em muốn xin về bệnh viện Sóc Trăng á, dạ, là anh sẽ hỗ trợ cho em xin gì đó luôn. Quá hay, anh Linh quá hay. Dạ, em cảm ơn chú Quỳnh. Nhưng mà bây giờ này hỏi cái chuyện tình duyên của bạn đi. Bạn là mấy mối tình rồi? Dạ, nói ra sợ mọi người cười chứ em cũng được một mối tình rưỡi rồi đó. Cái một là sao mà cái rưỡi là sao? Cái rưỡi là do có tìm hiểu nhưng mà rồi cũng không hợp nhau, cũng không tới đâu. Còn cái một đó là gọi là mối tình mà khắc cốt ghi tâm nhất của em. Mấy năm? Dạ, thực chất là quen nhau chỉ có 3 tháng thôi. 3 tháng khắc cốt ghi tâm. Chắc là mối tình đầu đúng không? Dạ đúng rồi, là mối tình đầu mà nếu mà nói ra cái khoảng thời gian đó chắc anh với chị cũng sẽ còn mắc cười hơn nữa. Là sao, nói coi có cười không? Đó là em quen người bạn gái đầu tiên của em là lúc đó em mới học lớp 9. Chịu sớm vậy đó hả? Dạ, khoảng 15 tuổi. Thực ra cái mối tình đó nó để lại cho em rất là nhiều kỷ niệm. Rồi. Nó cũng là cái động lực để mà em phấn đấu như bây giờ vậy đó. À. Dạ. Bởi vì khắc cốt ghi tâm là đúng rồi. Dạ. Nói chung là tình cảm bạn này cũng chưa có gì sâu sắc lắm. Về tình yêu cũng chưa có trải nghiệm nhiều. Còn bạn gái bên kia? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, cũng biết nấu ăn, theo thùa chút xíu. Còn nhược điểm biết nấu ăn thì là nhiều khi thẳng tính quá, rồi nóng tính. Hiện tại em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào luôn? Dạ. Thôi. Trời ơi, cưng dễ sợ chưa? Như vậy là hỏi nè, như vậy dạ, là vì nhút nhát quá mà chưa có người yêu đúng không? Do đặc thù công việc của em thì làm ca làm kíp, nhiều khi thứ bảy chủ nhật em đa phần em đi làm. Nói rồi sao mà đăng ký được chương trình này hay vậy? À, tại chị ở chung phòng, hai chị em ở trọ, dãy trọ có 10 phòng mà ai cũng có đôi có cặp mỗi phòng, chị hai chị em không có đi đâu nữa. Ấy không ai tin chứ, nên chị đăng ký em thử nghiệm trước cho chị. Em trước xong tới chị. Anh thấy bữa nay là hay đó. Chàng trai này cũng cá tính. Bên kia cũng dễ thương. Bây giờ thế này, cái gu của em á, muốn người phụ nữ của đời em như thế nào? Dạ, thì em thích một người phụ nữ họ đơn giản một tí xíu. Và nữ công gia chánh. Đúng. Có nữ công gia chánh không? Dạ có. Anh nhìn người là có rồi đó. Dạ. Thì tính tình á, thì là phải là hiếu thảo, thương yêu cha mẹ. Có hiếu thảo không? Dạ có. Có luôn. Ai, ta điều dưỡng mà. Hiếu thảo. Dạ.
cũng ít vô có người nào cũng hiếu thảo với cha mẹ lắm, từ cái số nhỏ thôi thì mình cứ hỏi đi. Ủa mắc cười quá sao ông la ông rầy tôi hoài vậy trời ơi. Dạ. Tự nhiên hỏi em có hiếu thảo không? Tại tôi thấy bạn này nè, thanh niên á, là mới có 26 tuổi, sinh năm 94 rồi, bằng Xí Ngầu đó, mà gọi là đã có ý chí và đã có một cái gọi là cái tài sản mà như vậy là trưởng thành, là trưởng thành là tôi rất là chịu, thành ra là tôi phải hỏi kỹ. Về ngoại hình thì chắc là nếu mà cao nếp 1m55 trở xuống thì sẽ hợp với em, tại trời em ơi, ngon lạc lắm. nhiêu nè dạ em được 1m53. 1m53 ngon hơn cô gái 1m52 rồi. Được rồi đó, anh thấy ổn. Em hình dung cái người đàn ông bên kia ra làm sao? Bạn bên kia chắc có tính cầu tiến, nhanh nhẹn. Theo em là có đẹp trai không? Dạ em nghĩ đẹp. Dạ thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, em trai đi với ai? Dạ hôm nay thì em đến với chương trình thì cũng có ba mẹ. Rồi xin chào có cô ba chú. Mẹ dạ. Đầu tiên xin gửi lời chào hai MC xinh đẹp. Dạ. Chào khán giả trường quay, chào cháu gái bên kia. Để nói về ưu điểm của Tân Phát, tại Tân Phát nó nói tế nhị gì thôi chứ nhà là có mình ơn đó, con trai à, nó mận chuyện giỏi lắm, không có làm biếng đâu. Con đừng có lo, tại nó nói khiêm tốn vậy thôi. Thấy cháu gái này thì cũng hiền, dễ thương. Dạ. Con có chịu gì làm dâu không? Tại vì bác ở đây có người con trai mà. Dạ, về chuyện làm dâu thì con thấy được, tại vì quá tốt chứ. Tại vì con là ở quê ở Nghệ An, cha mẹ con ở ngoài quê, còn con vào đây lập nghiệp trong này, thì việc có cha mẹ chồng ở đây thì quá tốt rồi. Rồi. Dạ, ngon lành. Rồi, xin cảm ơn hai MC. Dạ, cảm ơn mẹ. Em đi với à? Dạ, hôm nay em đi với chị. Lời đầu tiên là em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em xin chào nhà trai. Chào em trai với các bạn khán giả. Em là chị của Hợi. Em thấy bạn trai bên này cũng được, có chí cầu tiến, có thể lo cho gia đình là được rồi. Bé Hợi thì nó có nhược điểm là hơi thẳng tính một xíu. Dạ. Còn nữ công gia chánh thì ok. Em xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Nói chung là giữa Nghệ An và Sóc Trăng á là hai cái vùng miền khác nhau về văn hóa, về phong tục, về ẩm thực vân vân. Nó có những cái điều cũng chưa có hợp nhau, nhưng mà nếu mà mình yêu thương nhau, mình về bổ sung cho nhau ha, mình nghĩ rằng nó sẽ đa dạng phong phú về bản sắc nữa. Rất là tốt luôn. Rồi, bây giờ mình mở rào. Đúng rồi, mở rào. Kéo rào. Hết sức bình tĩnh nha, không có gì rung nha. Một là về xứ Nghệ cùng em, hai là miền quê tôi Sóc Trăng ha. Chào em. Hôm nay đến với chương trình anh cũng có món quà gửi tặng em. Đây là cái chậu sen đá và xương rồng. Thì ý nghĩa của nó là xương rồng và sen đá là hai cái loại cây mà có sức sống rất là mãnh liệt. Và bất cứ hoàn cảnh nào xương rồng và sen đá nó cũng có thể vượt qua được. Thì anh mong em là trong cuộc sống, trong công việc và trong cả vấn đề tình cảm sau này, dù có vấn đề gì mình cũng phải đối mặt, mình giải quyết, mình vượt qua nó. Ngoài ra hai loại cây này nó còn tượng trưng cho một cái tình yêu mãnh liệt. Yeah. Nay tới chương trình em cũng có món quà. Bức tranh này nói lên thể hiện người phụ nữ Việt Nam đẹp về tâm hồn lẫn hình thể, và nói đến gia đình đầm ấm thuận hòa. Em mong cho anh cũng như chúng mình sau này nếu có cơ hội thì cũng có một gia đình đầm ấm thuận hòa như vậy. Mà cái tranh đó là ai theo? Dạ em theo đó. Em phải nhấn rõ cái đó, em luôn. Theo nó nữ công gia chánh đó. Quá là khéo tay luôn á chị. Rồi để bức tranh đi. Để đây, để đây. Em xin đọc đọc bài thơ tặng. Nay em có bài thơ tặng anh. Em đến đây cho mình cơ hội, nhờ chương trình mai mối tình duyên. Trái tim em vẫn đang kiếm tìm người đàn ông giữa cơn mưa mùa hạ. Anh ở nơi đâu trong ngàn người xa lạ, ở lại cùng em viết khúc tình ca. Em xin hết. Bài thơ rất là hay luôn, anh rất cảm ơn em đã tặng anh bài thơ này. Thì đến với chương trình này anh cũng gặp em á, anh cũng có một bài hát gửi tặng em. Yeah. Cũng như thay cho những lời mà anh muốn nói. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều
mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu về ký ức và những câu chuyện tình yêu. Nhưng nói chung là anh lỡ yêu em mất rồi. Dạ, anh hát có hay quá. Anh cảm ơn em. Dạ, hay và ý nghĩa. Nếu như quen em thì một vài năm anh có thể về quê một lần không ạ? À, chuyện đó là bình thường em. Thì việc về thăm nhà thì anh nghĩ là một năm mình có thể về một đến hai lần. Hai ba năm thì nó lâu quá. Rồi bây giờ mình nói cảm nhận của mình về nhau đi em trai. Em thấy em gái thế nào? Qua cái nhìn đầu tiên á, em cảm nhận về bạn nữ á, em thấy bạn rất là hiền lành và nhút nhát. Và bạn nói bạn là người thẳng tính thì em cũng rất là thích những cái người thẳng tính. Tại vì đối với em á, thì thôi thì có cái gì á, mình cứ nói thẳng với nhau đi. Đừng có bắt em phải đón. Hàng ngày mình đối diện với công việc của mình hàng ngày á, mình cũng đã mệt mỏi rồi, mình về mình bắt mình phải đón nữa thì chắc không có đón nổi. Với lại là trong tình cảm á, thì anh muốn mình có cái gì thì mình cứ chia sẻ thẳng với nhau. Rồi em có cảm nhận gì về anh qua cái nhìn đầu tiên? Em thấy anh là một người đàn ông chứng chắn, có thể che chở và trụ cột cho gia đình. Nãy anh nói là về làm dâu thì em cũng nói mình sống chung với mẹ chồng, với cha mẹ chồng thì đó là quá tốt, nhưng mà em cũng có công việc riêng. Sau này thì em không biết, nhưng hiện tại em làm đây thì công việc của em là vậy đó, nó đặc thù. Hiện tại thì em 4 ngày em phải trực một hôm. Đấy, nhưng mà em sẽ cố gắng những cái thời gian ở nhà mình sẽ chu toàn công việc gia đình. Còn ở chung với cha mẹ chồng thì mình qua lại thì chắc chắn sẽ có một số xích mích nhỏ hoặc là va chạm nhỏ. Nhưng nếu mình yêu thương nhau, chia sẻ lẫn nhau thì em nghĩ sẽ làm dâu là không hề khó. À đúng rồi em. Là khi mà mình làm dâu mình mà mình sống chung với nhà chồng á, thì tất nhiên cái chuyện mà mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu thì chắc chắn sẽ có. Nhưng mà nếu như mà có cái mâu thuẫn gì xảy ra, em có thể là chia sẻ thẳng với anh, thì anh sẽ là người đứng ra để mà giảng hòa cho hai bên. Yeah. Anh sẽ là người trung gian. Yên tâm, hai đứa lấy nhau đi rồi đưa mẹ chồng nàng dâu lên tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu thì hai mẹ chồng nàng dâu sẽ yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Để chuyện đó anh lo tiếp theo. Đâu, trước đó là phải qua tôi trước, vợ chồng son trước. Rồi bây giờ thế nè, trong lòng của em thấy thế nào với người đối diện này? Em có cảm nhận một chút rung động mà có thể nghĩ rằng xa hơn, đây có phải là một nửa manh ghép của mình hay không? Dạ, em nghĩ là cả hai cũng đã vượt qua rất là nhiều chặng đường để mà đến được với cái chương trình này. Thì nó cũng là cái duyên của cả hai. Mong là sau chương trình này mình sẽ có thể tiến xa hơn trong cái mối quan hệ sắp tới của hai chúng mình. Còn em gái? Thì em cũng như bạn trai nói, thì để lên được chương trình thì mình rất qua nhiều giai đoạn rồi. Không dài thì ngắn, thì mình cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm và đi đến quyết định. Trước mặt ba mẹ, bạn bè, hãy bấm nút bằng cả trái tim. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Đẹp rồi đó. Thấy cặp này hợp đó cô chú. Hai đứa nó hợp nhau đấy. Hình như có duyên với nhau lắm đó. Dạ. Ba mẹ của bạn gái cũng đang xem, có ba mẹ ở đây, có anh chị em, bà con. Xin phép người lớn cho tụi con hẹn hò với nhau và hứa cái gì đi. Dạ, thì đến với chương trình này á, cũng là cái duyên của con. Thì con cũng xin phép, đầu tiên là xin phép ba mẹ con. Thứ hai là con xin phép ba mẹ, gia đình của bạn nữ, cho chúng con được tiến đến hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Biết đâu sau này chúng con sẽ tiến xa hơn những trong cái mối quan hệ sắp tới. Và biết đâu sau này chúng con sẽ về chung một nhà. Dạ con chào hai bác. Dạ nay con đến chương trình thì được gặp anh và gia đình hai bác. Thì con cũng có đời là hơi rung.
đó là nhiều khi thì ví dụ như là có nhiều món miền Tây, con ở đây thì cũng được 6 năm rồi. Những món miền Tây thì món nào dễ thì con nấu được, còn món nào khó khó thì con chỉ làm hậu trường với là tiền chế thôi. Còn nấu ăn thì bắt nấu được. Em yên tâm, món nào mà em nấu không được á, anh sẽ chỉ em nấu. Đó, đúng rồi. Dễ quá. Còn mà món nào mà anh nấu không được luôn á là anh nhờ mẹ anh chỉ anh, sau đó anh sẽ chỉ lại cho em. Hay quá. Thôi hung vợ cái đi, hung vợ cái nè, hung nè. Đó. Dễ thương quá. Thiệt á. Tại vì tôi thấy tôi thương cái cặp này dễ sợ luôn á nha. Nó chút chút dễ thương ha. Rồi. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món